Happy New Year, chúc mừng năm mới. Lão Nông Chi Điền Khang Audio 18 Bình Dương. Năm mới gửi lời chúc tới các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam. Lời chúc sức khỏe, chúc mọi người năm mới có thật nhiều sức khỏe, có thật nhiều niềm vui. Vạn sự hanh thông, cầu được ước thấy, an khang thịnh vượng. Trước khi giới thiệu tới các sư phụ cùng các huynh đệ một chiếc đài, thì coi như thế là chúc những đồng chí nào mà đang cảnh gà trống nuôi con thì sớm tìm được gà mái nhá. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ, buổi sáng ngày hôm nay là ngày đầu năm của năm 2023 nhá, 2023. Để đáng nhẽ ra ai là bu em cho đi mua quần đùi. Đấy, thế nhưng mà có rất nhiều thượng đế coi như thế là yêu cầu mình lên sóng những cái chiếc đài, tại vì thượng đế chia sẻ nhà có điện rồi mà lại chưa có đài, thế nên là yêu cầu mình lên sóng ngay để thượng đế coi như là Trần Văn chốt, tại vì thời gian là nó cũng không còn nhiều nữa. Nay đã là ngày mùng 10 tháng chạp rồi nha, nay là mùng 10 tháng chạp rồi. Thì trước khi giới thiệu thì cho lão nông gửi lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc tốt đẹp nhất tới những ai coi như là có rất nhiều người nha, có người thì gọi điện, có người thì nhắn tin để gửi lời chúc năm mới tới lão nông cùng với lại lời vàng y ngọc. Đấy, ví dụ như cụ thể hôm nay còn có sư phụ U70 ở tỉnh Bắc Ninh, rồi có coi như thế là người anh em có cái bụng tốt ở thủ đô Hà Nội đã nhắn tin rồi, lại còn điện thoại trực tiếp nữa. Một lần nữa lão nông Chi Điền coi như thế là gửi lời chúc tốt đẹp nhất, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam. Còn bây giờ mời các sư phụ cùng các huynh đệ coi như thế là thưởng ngoạn chiếc đài di và cờ có màu đen BC47 màu đỏ. Đấy, thì video đầu năm là mình phải triển khai cái con đài đỏ này, để mang lại sự may mắn cho mọi người nhá. Đấy. Đấy. Thì con đài di và cờ này thì mình chưa tháo ra, nhưng mà video sau thì mình sẽ tháo ra để mình mời mọi người soi nội thất. Và chắc chắn một điều là chiếc đài đỏ di và cờ màu đỏ như thế này, BC47 hoạt động tốt tất cả các chức năng thì sẽ có địa chỉ thôi. Video đầu của năm mình đã mời mọi người thưởng ngoạn chiếc đài di và cờ BC47 màu đỏ mang lại sự may mắn. Còn bây giờ là video thứ hai trong một video, nhưng mà xếp về số thứ tự nha, xếp về số thứ tự trong dãy số tự nhiên, thì chiếc đài này là chiếc đài thứ hai trong cái video đầu tiên của năm 2023. Đấy, đài thứ nhất thì đã giới thiệu chiếc đài màu đỏ. Chiếc đài màu đỏ này mình cung cấp với một mức thóc mà cũng được phần mềm chuyển đổi sang tiền Việt, đó là 1.580.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển, hoạt động tốt tất cả các chức năng nhá. Còn bây giờ giới thiệu tới các sư phụ cùng các huynh đệ chiếc đài Sony. Chiếc đài Sony có model là CFD V77SC. Về ngoại hình của nó thì như đồng xanh nhỉ, đồng xanh như gái chưa con thì chả đẹp thì sao nha. Đấy, đây đấy, lúa đang thì con gái mà đấy nha, mặt mũi coi như thế là nói chung là xét một cách toàn diện là đẹp nha, pretty là xinh đẹp đấy nha, hay là very nice là rất đẹp đấy. Lại nói rất đẹp, có một sư huynh chia sẻ với mình rằng con mái già ở nhà rất đẹp nha, mái già Pretty. Đấy. Đây là loa của nó đây này, Sony 4,5W 6 ohm. Ta nhìn thấy cái thông số kỹ thuật của đôi loa này thì ta biết là đôi loa này nói tương đối là to nha, tại vì công suất của nó lên đến 4,5W đây này. Đấy, cái xương loa thì nó như thế này, đấy, cái xương loa của nó như này. Mình chẳng muốn dùng từ mới tại vì hôm nay là năm mới nha. Năm mới rồi thì đương nhiên là phải giới thiệu cái con đài mới rồi. Đấy. Đài cũ mà như mới nha. Đấy, cũ người mới ta mà. Đấy. Ra đường thấy cánh hoa rơi, hai tay đỡ lấy nha, đỡ không nó nát. Đỡ lấy cũ người mới ta. Đấy mới là những người thương hoa tiếc ngọc nha. Đấy. Trên ốc thì thôi khỏi về bàn. Đây. Trên ốc còn hết nhá. Đấy. Đài này mình cũng lấy của anh cu bọn mình anh đã vệ sinh sạch sẽ rồi nha. Bây giờ tiếp theo là vào đến nội thất. Đây này, cái phím này này.
cái phím bấm của cái dàn cơ nó như thế này. Đúng là có thể xoay vào đây cậu dâu được, xoay vào đây cậu dâu được, nó như gương nhá. Đấy. Thì tình trạng hoạt động của chiếc đài này, tình trạng hoạt động của chiếc đài này thì cái phần đĩa CD này, cái phần đĩa CD này đây này, đấy nó bị gãy này. Đấy, nó bị mất một cái nắp ở bên trên này, mất một cái nắp ở bên trên nên bây giờ là nó không chạy. Đấy, thế còn ví dụ bỏ đĩa ở đây xong rồi lại lấy cái nắp khác đậy vào xong là đóng cái công tắc này vào này. Đấy, thì nó vẫn chạy. Thế nhưng mà ở nó mất cái nắp này rồi mà giờ cũng chẳng kiếm được cái nắp này thay. Thế nên phần đĩa CD này là Trần Văn Tịt, Trần Văn Tịt nhá, Trần Văn Tịt. Thế cho nó nhanh. Đấy. Malaysia của nó còn tốt, nhưng mà tốt mà nó không có cái đấy nó cũng chẳng chạy được. Thế nên đĩa CD là Trần Văn Tịt. Còn lại về phần cassette chạy tốt, cơ này rất chi là khỏe, cơ này toàn bánh răng, nọ nó cọ vào với bánh răng kia. Còn các phím bấm thì cứ nảy tanh tách ấy. Này. Đấy, cứ nảy tanh tách ấy nha. Đấy. Cassette chạy tốt, chạy chuẩn. Radio, radio FM bao giờ cũng vậy, phải đặt cái tiêu chuẩn Trần Văn Nét. Thế còn AM thì cá biệt là cái con đài này nó bắt được một sóng, nó cũng ở cái thể Trần Văn Nét nha. Đấy, còn một sóng kia thì nó con cô con cậu với Trần Văn Nét thôi. Đấy. Đây là volume to nhỏ với màn hình hiển thị. Đấy. Đây là biến áp nguồn, đây biến áp nguồn. Biến áp nguồn đây. Đấy, đài vệ sinh sạch sẽ lắm này. Này. Tận ở bên trong. Đấy, anh bạn mình ấy thò cả tay vào trong này anh ấy vệ sinh này. Đấy. Sạch sẽ lắm. Đấy. Còn ở bên trong, ở bên trong kia thì nó là đây này. Ví dụ cái thằng cu này là tụ xoay của radio này. Thế con này dò radio dò sóng bằng cơ, dò sóng bằng tay đây này. Đấy, khi ta điều chỉnh như này là điện rung của cái con tụ xoay này nó thay đổi thì nó kết hợp với lằng nhằng các thứ hàng xóm láng giềng của nó là khu vực tụ điện, điện trở rồi đèn bán dẫn các thứ, nói chung là nó lằng nhằng lắm đấy. Nhưng mà nôm na ngắn gọn lại là dò sóng bằng tay thì rất chi là dễ dò, ai cũng có thể dò được, nó không như dò sóng điện tử nhá. Đấy, volume thì cũng chỉnh volume bằng cơ, tức là cũng chỉnh bằng tay. Con đài này trước mình có con mà nó chạy đĩa CD mình bán không biết là 600 mấy ấy, 600 rưỡi thì phải nha. 600 rưỡi chạy đĩa CD bán về Bắc Ninh. Đấy, thì ngày hôm nay cái chiếc đài như thế này mà cũng mới đẹp, nhưng mỗi tội là cái phần đĩa CD nó không chạy, nó không chạy. Đấy, nó chỉ có nói radio và băng cassette thôi. Thì ngày hôm nay mình cung cấp với một mức là 450.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Âm thanh của Sony thì thôi khỏi phần về quảng cáo nha. Đấy. Nắp pin của nó vẫn còn nhé, nắp pin của nó vẫn còn, nhưng mà mình tháo ra, tại vì ở đây muốn tháo đài ra thì nó lại phải có con ốc này, nó bắt ốc này, này cái lỗ này là lỗ bắt ốc này. Đấy, đây hai ốc này này. Đấy, anten đây, anten đây. Đấy, qua này nghe thì nói chung là ưng cái bụng, nói chung là ưng cái bụng. Ở cái tầm tiền 450.000 đồng thì không hiếm có con đài nào, hiếm có con đài nào mà có thể thi thố được với nó về độ nét cũng như về chất lượng của âm sắc. Đài này chạy điện 220V nhá. Thì lại còn có người anh em nhắn tin hỏi mình là có hàng trăm con đài, thế thì có con đài nào chạy điện 220V không? Mình chủ yếu là lấy điện đài chạy điện 220V, chứ còn đài mà chạy điện 100V thì thi thoảng nó mới lấy thôi nhá, tại vì nó cũng không phổ thông, nó không thông dụng lắm. Đấy. Đài thì mình có rất nhiều. Đấy, thế nhưng mà có rất nhiều người nhà có điện rồi mà lại chưa có đài, mà cũng chẳng chịu điện, chẳng chịu alo gì cả, cứ nhắn tin định xin thưa với các sư phụ cùng các huynh đệ năm ngoái nói rồi. Nhắn tin thì mọi người vui lòng để cái chữ ở cái thể bố của con kiến ấy nhá, hoặc là ba của con kiến ấy. Đấy, chứ đừng để ở cái thể cái chữ con của con kiến, thậm chí có người lại còn để cái thể chữ ở cái thể cháu chắt chút chít của cái con kiến, cái chữ nó li ra li ti lại phải dùng cái kính lúp xoay lên mới đọc được, thế nên là nó rất chi là vất vả. Mà về cái vấn đề trả lời tin nhắn là nó vấn đề là nó hơi bị chậm là cái chỗ đấy nhá. Đấy, nếu mà nhà có điện rồi mà chưa có đài, chưa có ly loa thì cứ nhấc máy lên alo theo số máy 0368888479 để coi như là ta tiến hành giao dịch chuyển thóc này nọ cái lọ cái chai. Tết nhân nhất đến nơi rồi, nay mùng 10 tháng chạp rồi nhá. Đấy. Thì có rất nhiều người ở tại thời điểm này thì mình có rất nhiều con người đang đặt hàng của mình, có phải hai chục là chốt rồi, thế nhưng mà cũng chưa thể đáp ứng kịp được, thì mong mọi người cũng thông cảm cho. Thôi thế có lẽ là đầu xuân năm mới thì trước khi dừng clip nhá, đầu xuân năm mới trước khi dừng clip thì cũng lại cho lão nông gửi lời chúc sức khỏe tới các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam một năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn thì bằng năm bằng 10 năm ngoái. Thế còn bạn gái thì tùy vào duyên trời cho
nhá. Đấy, cái đấy thì mình chẳng cầu được mà cũng chẳng ước được, nên nhiều khi gọi là số giời ông giời ông ấy cho thêm bạn gái thì cái đấy thì mỗi người mỗi lộc đúng không ạ, không ai giống ai cả. Có người thì có lộc về tiền tài, có người thì có lộc về địa vị, có người thì có lộc về sức khỏe, có người thì có lộc về con cái, có người thì có lộc về bạn gái đúng không ạ. Đấy, thì mỗi người một cái lộc. Thế nhưng mà cho lão nông Chi Điền gửi lời chúc tới mọi người là sang năm mới có thật nhiều lộc nhá. Ôi, xin phép dừng clip ở đây, trân trọng cảm ơn, chào thân ái, merci, merci beaucoup, xin chào.